đạo thành phố đến thăm hỏi động viên tinh thần thanh niên và kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân tại các địa phương. Đến thăm hỏi động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, đánh giá cao ý thức chấp hành luật nghĩa vụ quân sự của các thanh niên, tin tưởng các thanh niên sau khi lên đường nhập ngũ sẽ khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2022, quận Bình Thủy được giao chỉ tiêu tuyển 210 thanh niên nhập ngũ. Trong lễ giao nhận quân vào sáng mai, mỗi thanh niên sẽ có một người thân cùng dự lễ nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.